Xin chào tất cả các bạn, cô tên là Trần Thị Minh Phương. Hiện nay cô đang công tác tại khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Và ngày hôm nay cô cũng xin chia sẻ một số những cái kinh nghiệm trong cái việc học tiếng Nhật và cũng có một số những cái lời nhắn được chuyển tới các bạn để chúc các bạn có thể thành công trong việc học tiếng Nhật. Có lẽ cũng giống như bao nhiêu người khác, khi mà học tiếng Nhật thì ai cũng hỏi là cái benkyou shita kikkake wa nan desu ka, đúng không? Có nghĩa là cái động cơ nào khiến cho bạn học tiếng Nhật. Thì đối với cô thì cái thời của cô thì có lẽ là cái việc học tiếng Nhật của cô nó bắt đầu, hoặc là cái cơ duyên đến với tiếng Nhật nó từ những cái câu chuyện hết sức là bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Đó là hồi còn nhỏ thì khi mà cô biết đến Nhật Bản chỉ qua những cái sản phẩm điện tử, ví dụ như là Honda này, xe máy Honda này, hoặc là TV, hoặc là tủ lạnh Sony vân vân. Thì đó là những cái gì mà cô cảm thấy là ô sao Nhật Bản thật là tuyệt vời, họ lại có thể sản xuất ra những cái sản phẩm linh kiện thật là bền và tốt đến như vậy. Do đó cô đã quyết định chọn học tiếng Nhật khi bắt đầu thi vào đại học. Khi mới bắt đầu học tiếng Nhật thì hầu như là tất cả các bạn bè của cô lại bảo là sao tiếng Nhật khó thế, và nhiều người thậm chí là bỏ cuộc và họ phải chuyển sang một cái ngôn ngoại ngữ khác. Nhưng đối với cô thì cô ngẫm lại, ồ, nếu như mà mình làm được một cái điều gì đó mà người khác không làm được thì điều đó mới là phi thường. Và thế là cô đã theo đuổi cái giấc mơ của mình, là mong muốn trở thành một giảng viên giảng dạy tiếng Nhật tại một trường đại học, để có thể là truyền đạt lại những cái kiến thức mình đã học cho tất cả các thế hệ sẽ về sau. Như các bạn cũng đã biết thì là hiện nay thì cái số lượng người học tiếng Nhật trên thế giới cũng như là ở Việt Nam số lượng ngày càng tăng, bởi vì do nhu cầu của cái nguồn tuyển dụng nhân lực rất là lớn tại công ty Nhật Bản. Và cô cũng khi mà dạy cho sinh viên của mình thì cô luôn luôn nhắn nhủ với các bạn ấy rằng cơ hội không bao giờ chờ đón mình mà mình cần phải nắm bắt cơ hội. Các em hãy cố gắng học thật tốt tiếng Nhật trong cái giai đoạn mình còn là sinh viên trường đại học. Và các em hãy học nó bằng niềm đam mê. Bởi vì đương nhiên khi làm quen với tiếng Nhật, khi học tiếng Nhật được 1-2 năm, các bạn sẽ rất là khó, rất là vất vả và khổ sở. Bởi vì là tiếng Nhật nó là một cái ngoại ngữ khá là khác so với các ngoại ngữ khác. Do đó là nhiều người cũng cảm thấy là sao mình lại học vất vả thế. Nhưng các em hãy xem lại cách học của mình xem đúng chưa. Và trong cái thời buổi gọi là công nghiệp 4.0 này, có lẽ chúng ta không nên áp dụng theo cái cách học truyền thống là chỉ cầm cuốn sách và đọc nó, học thuộc nó, mà các bạn hãy cố gắng làm sao học tiếng Nhật bằng cách là tìm niềm đam mê về tiếng Nhật. Là chúng ta không học theo cách truyền thống chỉ cầm cuốn sách đọc và học thôi, mà các bạn hãy học qua cái việc ví dụ như là xem TV, sách báo, rồi là thậm chí nói chuyện với người bản ngữ. Thì đó là cái cách mà chúng ta cảm thấy là học tiếng Nhật theo cái sự đam mê của mình, học tiếng Nhật theo niềm vui. Thì khi đó chúng ta đã có đam mê, chúng ta đã có niềm vui thì chắc chắn cơ hội thành công của các bạn sẽ rất là lớn. Có lẽ trong số sinh viên của cô cũng như tất cả các bạn mà nếu như mà theo dõi thì chắc chắn không phải là lúc nào các bạn ví dụ như là thi N2 đỗ luôn, thi N1 đỗ luôn, hoặc là qua các kỳ thi không được điểm cao chẳng hạn. Thì cô nghĩ rằng đó, dù chúng ta thất bại nhưng chúng ta cũng không có sợ hãi thất bại, mà chúng ta hãy coi thất bại là mẹ của thành công. Dù lần đầu các bạn thi không đỗ, các bạn thi không được điểm cao, nhưng cô nghĩ là chúng ta hãy qua cái sự va chạm đó, coi đó là một cái sự trải nghiệm, và chúng ta đưa ra kế hoạch cụ thể để có thể đi đến cái thành công của mình. Đấy là cái điều mà cô luôn luôn muốn gửi gắm tới các bạn. Hiện nay với cái nhu cầu tuyển dụng qua các công ty Nhật Bản, người ta không chỉ đòi hỏi ở cái năng lực là chúng ta có chứng chỉ N, mà dù các bạn có đi du học hay là các bạn có đi làm việc tại Nhật Bản thì các bạn cũng phải nên nhớ rằng cái khả năng hội thoại của bạn là vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta chỉ có chứng chỉ N mà chúng ta không nói được, không hội thoại được, không giao tiếp được thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Do vậy, khi học tiếng Nhật, ngoài cái việc mà các bạn tích lũy để thi được đạt được chứng chỉ và thi được các cái chứng chỉ khác liên quan đến tiếng Nhật, thì các bạn cũng cần phải trau dồi cái khả năng gọi là giao tiếp, hội thoại trong tiếng Nhật, thì các bạn mới có thể đủ đảm bảo yêu cầu để có thể làm được một cái vị trí tốt trong công ty Nhật và có thể có một cái mức lương cao như các bạn mong đợi.
Khi mà chúng ta nói, chúng ta học nói, chúng ta không sợ sai, chúng ta không ngại ngần gì cả mà chúng ta cứ nói ra, sai một hai lần nhưng chắc chắn qua cái sự sai đó các bạn sẽ có thể sửa được và các bạn sẽ nói được một cái câu tiếng Nhật như kiểu là Nihongo Rashi thì có thể thành công được. Từ ngày xưa, kinh nghiệm khi còn là sinh viên, cô học tiếng Nhật thì cô luôn luôn tâm đắc một cái câu thành ngữ này và cô cũng muốn chia sẻ và gửi gắm tới các bạn. Đó là gì? Chiri mo sumoreba yama to naru. Câu này có nghĩa là gì? Tức là từ một cái việc gọi là tích tiểu thành đại đấy, có nghĩa là hàng ngày nếu như các bạn nghe lời cô, có nghĩa là chúng ta hãy học từng chút một, từ một cái sự việc vô cùng là nhỏ bé như hạt cát, như là những hạt bụi, nhưng nếu như hàng ngày các bạn bỏ ra công sức từng tí một như thế, đến một ngày nào đó, ví dụ sau 6 tháng, sau 1 năm, sau 2 năm, chắc chắn là cái sự tích lũy của các bạn nó sẽ trở thành yama, nó sẽ trở thành núi cát, nó sẽ trở thành là những cái biển cát. Thì đương nhiên là cái cơ hội để đi đến thành công, đi đến cái mục tiêu mà các bạn đặt ra nó sẽ là trong tầm tay thôi, và chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện được. Và cô nghĩ một khi mà chúng ta đã theo học ngành tiếng Nhật thì các bạn hãy ít nhất một lần được đặt chân đến xứ sở mặt trời mọc, xứ sở của một hoa anh đào và xứ sở của một cái đất nước kiêu hùng với những dũng sĩ samurai thật là tuyệt vời. Và cô nghĩ là chúng ta cũng đã theo đuổi ngành tiếng Nhật rồi, chúng ta hãy cố gắng hết sức vượt qua được những cái sự khó khăn, vượt qua được những cái sự vất vả để chúng ta đi đến thành công. Và muốn thành công được, chắc chắn các bạn hãy ngẫm nghĩ cái câu thành ngữ mà cô vừa chia sẻ nhé. Chiri mo sumoreba yama to naru. Và cuối cùng cô xin chúc các bạn thành công và đạt được cái giấc mơ của mình, để trở thành những con chim có thể bay cao, bay xa tới cái chân trời mà các bạn đã mơ ước được đặt chân tới. Một lần nữa xin chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn các bạn.